Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Dinh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị An Thi. Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị các nội dung trình tại cuộc họp giữa năm của Hội đồng nhân dân thành phố đang được chuẩn bị khẩn trương. Dự kiến tại cuộc họp sẽ trình 39 nội dung. Đối với các nội dung theo giám sát của Hội đồng nhân dân thì đến nay Ủy ban nhân dân thành phố đang tập trung chỉ đạo triển khai. Trong đó đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ giải tỏa các dự án trọng điểm chỉ đạo giải quyết tình trạng chậm thảm nhựa các tuyến đường trong khu tái định cư Hòa Liên 2, 3, 4, tập trung đánh giá đưa ra giải pháp khắc phục việc tục hạn chỉ số PCI. Các sự ngành liên quan cũng đang phối hợp rà soát địa điểm và kế hoạch sử dụng đất để đề xuất danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa theo từng lĩnh vực. Về việc thiếu giáo viên hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các giải pháp, đồng thời sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt 537 chỉ tiêu hợp đồng lao động để bố trí giáo viên tăng thêm trong năm học 2023-2024. Thành phố cũng đang tích cực triển khai đề án mạng lưới nhà sinh hoạt cộng đồng, triển khai sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công, xây dựng trụ sở làm việc mới của công an các phường xã.